Thưa quý vị và các bạn, mới đây, khi đang lao động tại khu lao động dạy nghề thuộc trại giam Tống Lê Chân ở xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, hai phạm nhân là Vũ Văn Mạnh và Nguyễn Minh Cảnh đã trốn ra ngoài lấy trộm một chiếc xe máy của công nhân đang làm đường gần đó rồi tẩu thoát. Ngay sau đó, trại giam Tống Lê Chân đã phát lệnh truy nã đối với hai phạm nhân này. Và đây là chân dung hai phạm nhân đã bỏ trốn. Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an huyện Hớn Quản và trại giam Tống Lê Chân cùng lực lượng công an các địa phương giáo giết truy bắt hai đối tượng này. Theo đó, phạm nhân Vũ Văn Mạnh, sinh năm 2000, ngụ ấp Tân Lợi, xã Lộ Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, đang thụ án 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, thụ án từ ngày 31 tháng 1 năm 2023, và phạm nhân Nguyễn Minh Cảnh, sinh năm 1999, ngụ ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đang thụ án 2 năm 9 tháng về tội trộm cắp tài sản và vận chuyển hàng cấm, thụ án từ ngày 13 tháng 1 năm 2023. Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12, nhận được tin báo của người dân có hai thanh niên nghi vấn đang ở khu vực đồi đá ấp Thạch Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Đội biên phòng Lộc Thiện phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh, trại giam Tống Lê Chân, cục C10, Bộ Công an đã tiến hành tuần tra mật phục. Đến khoảng gần 23 giờ cùng ngày, lực lượng tuần tra đã phát hiện Mạnh và Cảnh đi từ khu vực nội địa ra hướng đường tuần tra giáp biên giới Việt Nam-Campuchia nên tổ chức vây bắt. Lúc này Mạnh và Cảnh bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ lại ngay sau đó, khi cách biên giới khoảng 1 km. Theo Đại tá Trần Đình Hải, Giám thị trại giam Tống Lê Chân cho biết, đơn vị hiện đang làm các thủ tục ban đầu để xử lý hai phạm nhân trốn trại và khởi tố vụ án. Cũng theo Đại tá Trần Đình Hải, ngay sau khi xảy ra vụ hai phạm nhân trốn trại, lực lượng chức năng đã vào cuộc thâu đêm suốt sáng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để bắt được hai phạm nhân. Tất cả đơn vị bao gồm Bộ đội Biên phòng Bình Phước, Công an Bình Phước, Đội Biên phòng Lộc Thiện và Công an huyện Lộc Ninh, cán bộ cục C10 Bộ Công an truy quét liên tục ngày và đêm để trấn áp tội phạm, quyết bắt bằng được hai phạm nhân trên. Đại tá Hải cho biết thêm, không rõ bao nhiêu quân số đã tham gia truy bắt, nhưng đã tung hết toàn bộ lực lượng gồm công an huyện, các đồn biên phòng, cán bộ chiến sĩ trại giam Tống Lê Chân, cán bộ cục C10 Bộ Công an. Đại tá Hải cho biết thêm, ngay sau khi bắt được cả hai phạm nhân, lực lượng chức năng đã lấy lời khai ban đầu của cả hai. Và theo đó, cả hai phạm nhân khai nhận do tuổi trẻ bồng bột và thấy nhớ nhà nên đã trốn trại. Sau hơn một ngày lẩn trốn, cả hai đã chạy xe về đến nhà người thân cách đơn vị khoảng 20 km. Dù gia đình đã vận động đi đầu thú, nhưng hai phạm nhân không đi đầu thú mà tiếp tục có ý định trốn sang Campuchia. Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu sự việc các phạm nhân vượt ngục xảy ra. Mặc dù bị giam giữ trong điều kiện hết sức nghiêm ngặt, nhưng nhiều phạm nhân bằng những cách thức tinh vi, sự chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn gây ra những vụ vượt ngục khó tin. Và cách đây không lâu thì tôi nhớ là chỉ mới xảy ra tuần trước ở Hà Tĩnh, cũng đang trong quá trình lao động cải tạo, hai phạm nhân Phan Công Thành, sinh năm 1987, và Nguyễn Đắc Hoàng, sinh năm 1984, đã lợi dụng sơ hở lúc đi lao động để bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà, cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hai phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ đang thụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để truy bắt hai phạm nhân này. Và sau 3 ngày bỏ trốn, hai phạm nhân đã bị bắt giữ. Nhắc lại những vụ vượt ngục từng xảy ra mà mọi người vẫn đùa với nhau rằng không khác gì phim hành động, chắc hẳn chúng ta không thể quên cái tên Triệu Quân Sự, phạm nhân nổi tiếng khi đã vượt ngục 4 lần và hiện đang chịu án tù chung thân với các tội danh giết người, trộm cắp tài sản, đảo ngũ, trốn khỏi nơi giam giữ và cố ý gây thương tích. Triệu Quân Sự còn từng làm cộng đồng mạng xôn xao với bức ảnh bị bắt nhưng lại nở nụ cười rất tươi như thế này. Và nụ cười mà đã được ví như là một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ và vô tâm. Trước đó, lịch sử giam giữ tử tù Việt Nam còn ghi nhận trường hợp vượt ngục kinh điển khác. Năm 2017, hai tử tù là Lê Văn Thọ, có biệt danh là Thọ Sứt, quê ở tỉnh Hải Dương, và Nguyễn Văn Tình, trú ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, đã cùng nhau lên kế hoạch đục tường, trốn khỏi phòng biệt giam tại trại tạm giam T16 của Bộ Công an với những tình tiết ly kỳ như trong phim. Thọ cho biết do thấy cơ sở vật chất trong phòng giam kém nên nảy sinh ý định phá cùng, đục tường bỏ trốn.
Thọ đã mất rất nhiều ngày để lắc chân cho bản lề của cùm lỏng ra, rồi tháo ống vít sau đó xoáy vào lại như ban đầu để cán bộ quản giáo không phát hiện ra. Thọ khai bị giam tại trại T16 từ trước nên đã quan sát rất kỹ phòng giam cũng như các lối có thể chạy trốn. Khi tử tù Nguyễn Văn Tình được đưa vào giam cùng buồng thì Thọ đã bàn bạc và rủ Tình cùng thực hiện kế hoạch đào tẩu. Thọ và Tình nghe dự báo thời tiết qua loa phát thanh của trại giam nên biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Hà Nội sẽ có mưa to. Cả hai cùng thống nhất sẽ bỏ trốn vào khoảng nửa đêm về sáng. Theo lời khai của Thọ, khoảng 10 ngày trước khi bỏ trốn, hai tử tù này đã lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo khi mở cùm theo quy định để đi vệ sinh cá nhân. Tình đã vặn một ốc vít sắt trên tường vào cất giấu vào buồng giam. Cả hai tử tù đã tranh thủ mài đinh vít cho mỏng đi để dùng mở khóa và đục tường phòng giam. Hai kẻ tử tù đã rút sợi chỉ từ khăn mặt để cưa cắt lấy một mảnh nhựa nhỏ từ nắp hộp đựng cơm bằng nhựa, dùng làm chìa mở ổ khóa cùm chân của Tình. Sau đó, Tình kéo phản gỗ của mình sát về phía Thọ để Thọ mài mảnh nhựa cho vừa ổ khóa và mở được khóa cùm chân của Tình rồi khóa lại như cũ. Sau đó, lợi dụng trời mưa to, Thọ và Tình đã quyết định hành động. Cả hai tính toán thực hiện kế hoạch bỏ trốn sao cho kịp thoát ra ngoài trước khi trời sáng. Cả hai lấy quần đùi và vỏ hộp bánh kẹo che lên đỉnh màn nhằm che tầm quan sát của camera trong buồng giam. Sau đó, Thọ lắc mạnh cùm gỗ, xoay chốt sắt cho bản lề lỏng, tạo khe hở rộng giữa hai thanh gỗ cùm và rút chân ra khỏi cùm. Thọ lấy mảnh nhựa mở khóa, tháo cùm chân cho Tình. Tiếp theo, cả hai xé chăn của mình bện thành hai đoạn dây dài tầm khoảng 10 mét, có thắt nút từng đoạn cách nhau khoảng 40cm để sử dụng làm dây đu qua bức tường của trại giam. Và Tình đã xé túi ni lông bện thành dây để buộc chiếc vít nở bằng sắt vào bàn chải đánh răng. Thọ nhổ một chiếc đinh sắt ở bàn lề cùm và dùng dây ni lông buộc vào chiếc bàn chải đánh răng khác để làm dụng cụ khoét vữa tường gạch. Hai tử tù đã chui ra khỏi phòng biệt giam theo lỗ thủng trên tường. Tiếp đó, cả hai bám tường, trèo lên nóc nhà khu C tìm đường tẩu thoát. Theo lời khai của Thọ, khi đến chòi gác khu C quan sát thấy cán bộ đang đổi gác, nên các bị cáo đã đi lên chòi. Thấy có camera, Thọ bảo Tình lấy áo bịt lại. Thọ và Tình đã nhặt một chiếc móc sắt để buộc vào dây được tết từ trước, buộc vào hàng thép gai trèo ra ngoài. Thưa quý vị, các vụ vượt ngục rất hiếm khi xảy ra, nhưng lại thường gây dư luận mạnh mẽ và tạo sức thu hút lớn với truyền thông. Ngay cả các nhà tù được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới cũng từng chứng kiến những vụ tội phạm xảo quyệt, tìm mọi cách đào tẩu, trong đó có cả những âm mưu thành công. Những tên tội phạm bằng những chiêu thức tinh vi, lên kế hoạch kỹ lưỡng, nên đã thực hiện những vụ vượt ngục đến khó tin. Và đây là hình ảnh một buồng giam ở nhà tù Alcatraz, bị tù nhân khoét lỗ thoát vào năm 1962. Với biệt danh nhà tù đá, Alcatraz từng là trại giam nổi tiếng khắc nghiệt, chuyên trị những tội phạm cứng đầu nhất trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển San Francisco, Mỹ. Thế nhưng, nhà tù này cũng phải chứng kiến không ít những vụ vượt ngục. Và chúng tôi sẽ đưa ra thêm một ví dụ cho quý vị thấy rằng sự xảo quyệt của những tên tội phạm này. Đây là hình nộm mà chúng đã bỏ lại tại buồng giam để tránh gây nghi ngờ sau khi đào tẩu. Và thưa quý vị, ở nơi con người bị hạn chế quyền tự do như trong nhà tù thì quả nhiên có nhiều điều mà con người ở ngoài không thể hình dung được. Mặc dù mưu mô thế nào thì dù đào thoát ở đâu, cuối cùng họ cũng không trốn được sự trừng trị của pháp luật, như câu thành ngữ đúc kết, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.